Mời quý khán giả cùng đến thăm xã đảo Hòn Tre của huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang để cùng trải nghiệm cảm giác thú vị với món quà mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho đảo Rùa. Hòn Tre hay đảo Rùa cách thành phố Rạch Giá khoảng 28 km về hướng đông. Hòn Tre có hình dáng giống như chú rùa biển khổng lồ với đỉnh núi cao 395 m so với mực nước biển. Đất trên núi đảo phần lớn là đất cát và pha cát khá màu mỡ, nhưng theo những bà con sống cố cựu thì đó chưa phải là lợi thế duy nhất của Hòn Tre. Nguồn nước ngọt dồi dào chính là món quà mà thiên nhiên ban tặng cho đảo xa. Thì ra những hang động dọc ngang trong lòng núi đã giúp giữ nước mưa để tạo thành những dòng suối mát lành tuôn chảy quanh năm. Tài liệu về lịch sử Hòn Tre kể rằng khi chưa đào được kênh Thoại Hà, người dân Rạch Giá, An Biên, Hòn Đất đã phải chèo thuyền ra Hòn Tre lấy nước ngọt về dùng. Bây giờ thì Hòn Tre đã khoan được giếng và có hệ thống nước máy, nhưng trên đảo vẫn còn gần chục hộ chuyên cung cấp nước suối cho hàng trăm gia đình bằng cách kéo dây dẫn nước từ trên núi xuống. Từ nhiều năm nay, ông Võ Văn Tâm là một trong những người ở Hòn Tre hết lòng nâng niu món quà quý giá mà thiên nhiên riêng tặng cho xứ Hòn. Nước suối thì nó ngon hơn nước chiếc, nó trong mà nó ngọt. Xưa vẫn đi núi rồi gặp rừng suối trong hang rồi đem nước về nhà xài. Sau này bà con người ta yêu cầu truyền cho mỗi nhà đều có xài hết nên tôi đầu tư dây. Chừng nào ta điện thì tôi mở qua là nó chảy xuống nhà ta. Hòn Tre có gần 200 hộ dân sống bằng nghề làm vườn trồng rẫy. Món quà từ thiên nhiên đã giúp bà con xứ đảo tạo nên cây lành quả ngọt. Đặc biệt, mấy năm gần đây, nhiều du khách đến Hòn Tre đã không khỏi ngỡ ngàng với đặc sản bơ sáp được trồng trên đất đảo. Nước thì cũng đi lấy từ trên nguồn, đúng là đường suối nó bự, tháng nắng nó không có kiệt. Thành thử ra là mình cung cho cái khu vườn bơ của mình, nó mới đạt được cái hiệu quả. Cây bơ, cái tán nó như vậy là đẻ cỡ 800 kg. Năng suất rất là cao. Bà con Hòn Tre vẫn ngày ngày cần mẫn phủ thêm màu xanh trên núi đảo. Màu xanh của sự sống, của ấm no, như lời tri ân gửi đến đất trời đã ban tặng cho đảo nhỏ món quà thiên nhiên vô giá.